Vâng, em là Ngaroco, xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay nhé. Vâng, trong video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023. Em gửi đến toàn thể anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những cái mẫu xe 5 chỗ ngồi. Từ những cái mẫu xe sedan 2 đầu cũng như là những cái dòng xe phiên bản hatchback 1 đầu. Trong video clip ngày hôm nay thì vẫn có cái chương trình giảm giá đặc biệt sập sàn những cái mẫu xe còn đang tồn đọng tại cửa hàng. Và những cái mẫu xe mới về thì cũng giá rất là rẻ anh chị bạn nhé. Thì rất mong anh chị bạn nhà mình quan tâm đến mẫu xe nào có thể liên hệ trực tiếp với em Lợi Ngắt Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Địa chỉ em thì các bác anh chị bạn cũng đã biết rồi, nằm ngay tại quốc lộ 10 hướng đi về Thái Bình, Quảng Ninh. Anh chị bạn có thể ghé qua cửa hàng để xem xe, chạy thử, lái thử những cái mẫu xe này. Và trước khi đi thì alo trực tiếp cho em theo số hotline là 0866010016 nhé. Hoặc vào trực tiếp cửa hàng thì gặp Lợi Ngắt Ô Tô nhé, để được tiếp đón nhiệt tình. Bên ngoài này thì anh em đang quay một cái dàn xe một đầu, cái mẫu xe màu đỏ. Đấy, đây là đại diện những cái mẫu xe màu đỏ. Em sẽ quay luôn, gửi đến toàn thể cho mọi người xem luôn này. Con này con Kia Morning đời 2016 này. Đấy, giá cũng rất rẻ mọi người nhé. Đời 2016 là 185 triệu đồng Kia Morning. Đấy, số sàn máy 1.25. Video này là một cái video báo giá tổng hợp nên em xin phép quay báo giá nhanh, báo giá báo đời xe thôi chứ không mở nội thất nữa nhé. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Mazda 3. Con này là con Mazda 3 đời 2010, nhập khẩu nguyên chiếc ở Đài. Động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản tự động. Con này là phiên bản hatchback 1 đầu, tư nhân một chủ biển Hải Phòng. Giá con này là 279 triệu. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai i10, Hyundai Grand i10 đời 2014 nhé. Con này động cơ 1.2 phiên bản tự động và giá cũng loanh quanh tầm khoảng 279 triệu đồng. Số tự động máy 1.2, bản đủ. Chevrolet Spark Van, con này đăng ký 2 chỗ ngồi, đời 2011, form mới, form siêu nhân. Giá là 125 triệu. Và con này con Spark 5 chỗ, Spark 2010 xe gia đình, không khoan, không đổi màu. Giá con này là 79 triệu. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning, con này đời 2014, form mới nhé. Và giá con này loanh quanh chỉ có 150 triệu đồng thôi, rất rẻ luôn mọi người ạ, lên full đồ. Con này thì có đổi màu, có dịch vụ nhé. BID nhập khẩu của Đài, nhập khẩu của Trung, xin lỗi mọi người. Con này nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc, đời 2011, động cơ máy 1.1, giá loanh quanh tầm khoảng 85 triệu thôi. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu cho anh chị bạn một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2010. Một chiếc xe mang phiên bản tự động với động cơ máy 1.6 tư nhân biển Bắc Ninh, xe gia đình sử dụng. Và mẫu xe này em đang chào bán với giá con này là 225 triệu đồng. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, Daewoo Lachetti, sản xuất 2010 với động cơ máy 1.6 số sàn. Đấy, con này thì biển của Nghệ An và giá dao động tầm khoảng 190 triệu. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2015, phiên bản sedan 2 đầu máy 1.2. Vâng ạ, con này thì giá đang loanh quanh tầm khoảng 220 thôi. Và đây là một chiếc xe Hyundai Avante, một chiếc xe thương hiệu của Hàn. Vâng ạ, với động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản số tự động. Giá con này em đang chào bán là tầm khoảng 280 triệu. Gentra nhập khẩu nhé anh chị bạn nhé. Một chiếc xe Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.2. Con này giá đang chào bán tầm khoảng 150 triệu đồng. Vâng, một chiếc xe Vios bản G mới về đời 2019. Đời 2019 bản G tư nhân một chủ. Và giá con này em đang chào bán tầm khoảng 450 triệu đồng. Rất là rẻ luôn ạ. Tiếp theo là một chiếc xe Vios bản E đời 2018 ạ. Toyota Vios bản E 2018 tư nhân, xe một chủ từ đầu. Đấy, xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi, màu vàng cát. Giá đang loanh quanh em đang chào bán với cái mức giá là tầm khoảng 350 triệu đồng nhé. Đấy, Vios E 2018. Tiếp theo là một chiếc xe Lachetti. Lachetti phiên bản SE đời 2009. Xin lỗi mọi người, đời 2010, giá con này chỉ có 175 triệu đồng thôi, rất là rẻ luôn. Tiếp tục em giới thiệu cho anh chị bạn một chiếc xe Ford Fiesta đời 2011. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ với động cơ máy 1.6 số tự động. Giá chào bán cho con này là 235 triệu đồng cho mẫu xe Ford Fiesta đời 2011.
phiên bản tự động ạ. Và đây là một chiếc xe Lacetti phiên bản SE đời 2010 biển Hòa Bình này. Con này thì số sàn nhé, anh chị bạn nhé. À, giá con em đang chào bán tầm khoảng 190 triệu. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Accent bản Blue. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn với động cơ máy của nó là 1.4. Biển Vĩnh Phúc, tên tư nhân nhé anh chị bạn nhé. Xe một chủ tờ mới nhé. Giá con em lên quanh chào bán tầm khoảng 280 triệu đồng thôi cho mẫu xe Hyundai Accent này ạ. Và tiếp tục là một chiếc xe Vios bản E đời 2013. Toyota Vios bản E đời 2013 trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.5 biển Hải Dương, tư nhân một chủ từ đầu. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 240 triệu đồng. Chúng ta tiến đến một chiếc xe Honda Civic đời 2008 nhé. Honda Civic bản đủ máy 2.0 phiên bản tự động. Một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Giá con này em đang chào bán tầm khoảng 245 triệu đồng. Vâng, đây là một chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Động cơ máy 1.4 phiên bản số sàn. Giá loanh quanh tầm khoảng 160 triệu đồng thôi ạ. Tiếp theo xin giới thiệu cho anh chị bạn, con này là con xe Daewoo Lacetti. Con này nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số tự động nha anh chị bạn nhé. Vâng ạ, phiên bản tự động với động cơ máy của nó là 1.6 nhé, tư nhân biển Bắc Giang. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 180 triệu đồng thôi. Đấy, Lacetti Civic 2008. Vâng, tiếp tục tiến đến một chiếc xe Forlanger. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ, dòng xe đẳng cấp. Đấy, ngày xưa là chuyên chở nguyên thủ quốc gia. Con này đời 2002, động cơ máy 1.8, bản đủ. Giá con em đang chào bán là 110 triệu đồng thôi, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Accent sản xuất 2018, một chiếc xe bản đủ tư nhân một chủ từ đầu, biển Vĩnh Phúc, tên tư nhân ạ. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 360 triệu đồng, giảm giá sập sàn luôn. Toyota Vios bản G đời 2014 nha anh chị bạn nhé. Một chiếc xe bản đủ máy 1.5, phiên bản tự động, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hải Phòng ạ. Vios G, giá con em đang chào bán tầm khoảng 350 triệu đồng thôi cho mẫu xe Toyota Vios bản G này ạ, đời 2014 nha anh chị bạn nhé, số tự động. Và tiếp tục đây em giới thiệu cho anh chị bạn, con này là con xe Vios bản limo nâng. Một chiếc xe bản limo nâng có chạy qua dịch vụ taxi, có đổi màu. Và giá con này tầm khoảng 165 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios bản limo ạ. Bản limo nâng full nha anh chị bạn nhé. Độ la răng đúc, gương kính điện hết rồi. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Nissan Sunny đời 2013. Xe được trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.5. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 180 triệu đồng thôi. Tiếp đến là một chiếc xe Vios bản G đời 2007. Giá loanh quanh tầm khoảng 140 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản G đời 2007 này. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Vios bản limo nâng đời 2010 nhé anh chị bạn nhé. Sản xuất 2010 với động cơ máy 1.5, số sàn. Vâng ạ, biển Hải Phòng. Và con em đang chào bán với giá tầm khoảng 165 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Honda Civic. Vâng, để lâu xe không nổ, anh em đang câu đăng kích đây. Con này là con Honda Civic đời 2008, số sàn. Con em giảm giá sập sàn còn 165 triệu đồng cho mẫu xe Honda Civic đời 2008 này. Đấy, màu đỏ đô nhá. Nếu mà anh chị bạn nhà mình mà đang hợp màu cái mẫu xe này thì có thể tham khảo. Đang giảm giá sập sàn luôn. Và đây là một chiếc xe Vios bản limo nâng đời 2010. Cũng là một chiếc xe bản limo đời 2010. Và giá con này em đang chào bán tầm khoảng 155 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản limo ạ. Màu trắng nhá, con này màu trắng xịn luôn. Màu trắng xịn nguyên bản, không đổi màu nhá anh chị bạn nhá. Hyundai Sonata, con này sản xuất 2004. Con này nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số tự động máy 2.0. Con này thì mức giá chào bán tầm khoảng 140 triệu đồng thôi. Cho anh chị bạn thì mình đang tham khảo cái dòng xe tự động mà giá rẻ. Vâng, tiếp theo xin mời chị bạn đi ra bên ngoài bãi. Còn rất là nhiều xe cho mọi người tham khảo nữa này. Con này là con xe Kia K3. K3 2014 bản đủ máy 2.0 nhé chị bạn nhé. Một chiếc xe tư nhân gia đình đi nhé. Bao zin bao đẹp cho anh chị bạn luôn, không lỗi nhỏ. Máy zin keo chỉ cột kéo zin. Đời 2014 ạ. Đấy,
Con này thì giá chào bán là 280 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3 này. Và tiếp theo là một chiếc xe Daewoo đời 2009 nhé. Đấy, giá loanh quanh tầm khoảng trên 100-120 triệu đồng. Gentra, số sàn máy 1.5, biển Thái Bình. Tiếp tục xin giới thiệu cho chị bạn cũng là một chiếc xe Gentra đời 2010. Đấy, giá loanh quanh tầm khoảng 110 triệu đồng thôi. Con này có là chiếc Ti, em đã nhận cọc nhé. Nhận cọc một hai bác ở tận ở Móng Cái đấy. Móng Cái Quảng Ninh mà hai bác rất là yêu quý cửa hàng, cũng rất là mến mộ, cho nên là hai bác đã trực tiếp từ Móng Cái Quảng Ninh đi xe máy sang đây để xem xe và đặt cọc con này rồi. Đấy, hai bác đang con này em đang chờ rút hồ sơ và vào tên cho hai bác. Hyundai Tucson đời 2000 sản xuất 2010. Form mới nha chị bạn nhé, động cơ máy 2.0 nhập khẩu của Hàn nhé. Con này thì giá đang giảm giá còn 370 triệu. VinFast Fadi, một chiếc xe của hàng Việt Nam, hàng Việt Nam sản xuất. VinFast Fadi 2021. Vâng ạ, một chiếc xe phiên bản tự động máy 1.4, giá tầm khoảng 320 triệu đồng cho mẫu xe VinFast Fadi này. Tiếp theo xin giới thiệu cho anh chị bạn, con này là con xe Hyundai Accent bản Blue đời 2016. Một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu. Accent 2016 nha các bác nhé. Vâng, giá con này em đang chào bán tầm khoảng 298 triệu. Đấy, một chiếc xe Hyundai Accent bản Blue nhập khẩu số tự động, số sàn. Đấy, xe bao đẹp cho các bác luôn. Con Matiz nhập khẩu số tự động này thì em đã nhận cọc, hôm qua đã nhận cọc rồi. Con này con Hyundai Avante đời 2012 phiên bản tự động nhé các bạn nhé, với động cơ máy của nó là 1.6 nhé. Đấy, Avante là một dòng xe phân khúc hạng C và giá con này đang chào bán tầm khoảng 292 triệu thôi. Tiếp tục là một chiếc xe Vios bản E đời 2017. Một chiếc xe tư nhân một chủ, xe gia đình đi, không dịch vụ, không khoan, không lỗi nhé. Máy zin, keo chỉ zin, lên máy trắng rồi. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 338 triệu thôi. Hyundai i10 đời 2014 bản đủ nhé. Với động cơ máy 1.0 số sàn. Con này thì là một chiếc xe bản đủ, có trang bị tùy khí an toàn, hệ thống phanh ABS đầy đủ luôn, tư nhân biển Quảng Ninh. Giá con này đang giảm giá còn tầm khoảng 195 triệu. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Đài, Buick XL. Con này được sản xuất 2009 phiên bản tự động, với động cơ máy của nó là 1.8. Và giá con này em đang giảm giá còn 110 triệu đồng thôi. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Venna đời 2000 sản xuất 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, với động cơ máy 1.4 số sàn. Và giá con này em đang loanh quanh tầm khoảng 140. Kia Forte anh chị bạn nhé, một chiếc xe thương hiệu Hàn, với động cơ máy của nó là 1.6 số sàn. Giá con này loanh quanh tầm khoảng 270 triệu. Vâng, và đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2013. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ với động cơ máy của nó là 1.6 số tự động, Absolute số sàn. Trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.6. Và con này em đang giảm giá thập sàn còn 220 triệu đồng. Bên trong là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2012, giá loanh quanh tầm khoảng 290 triệu đồng nhé. Vâng, xin anh chị bạn giữ máy một chút. Chúng ta đi vào bên trong những cái mẫu xe một đầu. Bên trong đây là toàn bộ những cái mẫu xe một đầu. Thì rất mong anh chị bạn có thể là bớt chút thời gian một chút, giữ máy tầm khoảng 10 phút nữa thôi. Em sẽ quay báo giá nhanh thôi. Con này là con Kia Morning nhập khẩu nha anh chị bạn nhé, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, số sàn nhé, với động cơ máy 1.0. Đấy, giá cũng rất là rẻ luôn, 89 triệu cho anh chị bạn nhà mình mua về tập lái này. Dòng xe Kia Morning thì anh chị bạn biết rồi, xe nhập khẩu rất là lành và bền. Toyota Vios, con này sản xuất 2015, bản E, số sàn máy 1.5. Và con này giá đang chào bán tầm khoảng 200 bao nhiêu nhỉ? Con này em giảm giá còn bao nhiêu nhỉ? Con này 270 triệu nhé anh chị bạn nhé. 270 triệu đồng. Hyundai Grand i10 đời 2016, động cơ máy của nó là 1.0 số sàn. Con này giá bây giờ còn 190 triệu. Tiếp theo con này là con i10 đời 2015, con này giá tầm khoảng 180 triệu nhé. i10 Moling thì nói chung là giá cũng rẻ nhưng mà nó không xuống mấy so với những cái dòng xe xe Nhật, xe sedan hai đầu ấy, xe Vios thì nó giảm giá rất là sâu luôn.
Tiếp theo là một chiếc xe i10. Con này thì bản thiếu máy 1.0 số sàn đời 2014 và giá con này loanh quanh tầm khoảng 180 triệu. Kia Morning nhập khẩu phiên bản tự động, con này thì bản SLX số zig zag máy eco. Tư nhân biển của Hải Dương, xe bao đẹp cho anh chị bạn. Giá con này loanh quanh tầm khoảng 195 triệu đồng nhé. Xe bao zin bao lỗi cho mọi người luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning, con này đời 2016 số sàn. Con này thì bản thiếu, xe có chạy dịch vụ taxi nhé. Và giá con này em đang chào bán tầm khoảng 175 triệu đồng thôi, đời 2016, rất là rẻ luôn, màu én vàng. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Hyundai i10 đời 2014, bản đủ máy 1.0. Vâng ạ, trang bị hộp số sàn và con này em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe i10, con này thì bản thiếu thôi, xe thì có dịch vụ nhưng mà con này thì em đang rút hồ sơ vào tên, chuẩn bị vào tên. Và giá con này em đang chào bán tầm khoảng 185 triệu đồng, lên full đồ rồi nhé anh chị bạn nhé. Kia Morning đời 2010, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số tự động máy 1.0, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Và giá con này em đang chào bán tầm khoảng 195 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning này ạ. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning đời 2019, một chiếc xe một chủ. Vâng ạ, một chủ sử dụng biển Thái Nguyên, xe bao đẹp bao zin, không một lỗi nhỏ. Con này giá chào bán tầm khoảng 240 triệu nha anh chị bạn nhé. Và đây là một chiếc xe Chevrolet Spark, xe mới về. Con này đời 2011. Con này là giá là 83 triệu đồng. Đấy, xe cực đẹp luôn. 83 triệu ạ. Kia Morning đời 2020, Morning Van nhé, anh chị bạn nhé. Kia Morning Van đời 2011. Con này thì giá là 185 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning bản van 2 chỗ, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, form mới, đời 2011 nha anh chị bạn nhé. Đăng ký lăn bánh lần đầu xuống đường 2015 cơ. Tiếp theo xin mời anh chị bạn, con này là con xe Kia Morning đời 2015 5 chỗ, với động cơ máy của nó là 1.25 số sàn. Và giá con em đang chào bán tầm khoảng 185 triệu đồng. Tiếp tục đây, xin giới thiệu cho anh chị bạn, con này là con xe Hyundai i10 đời 2019. Một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu dụng với động cơ máy của nó là 1.22. Con này thì giá đang chào bán tầm khoảng 265 triệu đồng. Rất rất rẻ luôn, xe bao zin bao lỗi nhé. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning đời 2015 với động cơ máy của nó là 1.25 số sàn. Và giá con này em đang chào bán là bao nhiêu nhỉ? 185 triệu đồng. Tiến đến cạnh đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2016 bản SI. Là một chiếc xe bản đủ máy 1.25 số sàn nhé các bạn nhé. Biển của Ninh Bình. Đấy, giá con em đang chào bán tầm khoảng 240 triệu thôi. Hyundai i10 đời 2014. Đấy, 165 triệu đồng. Giá rất rẻ nhé các bạn nhé. 165 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10 đời 2014 này. Đây, tiếp theo là một chiếc xe Chevrolet Spark. Chevrolet Avell, xin lỗi mọi người. Chevrolet Avell đời 2017, phiên bản tự động. Với động cơ máy của nó là 1.4. Đấy, số tự động mà giá chỉ có 240 triệu đồng. Rất rẻ nha anh chị bạn nhé. 240 triệu đồng cho mẫu xe Chevrolet Avell ạ, phiên bản tự động ạ. Còn tiếp tục là một chiếc xe Spark, Chevrolet Spark đời 2009, giá loanh quanh tầm khoảng 60 thôi. Đấy. Con này là con Mazda 6 đời 2017, phiên bản tự động có động cơ máy của nó là 2.0. Một dòng xe sang, bây giờ giá chỉ có 499 triệu đồng cho mẫu xe Mazda 6 ạ, đời 2017 nha các bác nhé. Con này là con xe Toyota Vios bản, con này là bản G, phiên bản tự động đời 2009. Và giá con này loanh quanh tầm khoảng 260 triệu đồng. Dạ vâng, vừa rồi em lại ngắt ô tô và gửi đến toàn thể anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp cho những cái mẫu xe 5 chỗ hiện đang có tại cửa hàng Lợi Ngắt Ô Tô. Thì rất mong anh chị bạn mình ghé bỏ ra một chút thời gian để xem video và ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử, chạy thử những cái mẫu xe này. Trước khi đi thì alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại của em thì em sẽ ghim trên phần tiêu đề, đó là 0866010016 anh chị bạn nhé. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Lợi Ngắt Ô Tô trong thời gian vừa qua. Cho em gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị anh chị bạn có một ngày mới làm việc thật nhiều thành công và hiệu quả, cũng như là may mắn trong công việc.
gia đình thì luôn hạnh phúc, cũng như là ra đường thì luôn vạn dạng bình an trên mọi nẻo đường. Xin kính chào và xin hẹn lại quý vị quý anh chị bạn trong cái mẫu gì lần sau nhé.